mới rồi, mới rửa chuồng xong giờ bỏ mấy cái đồ ăn. Bắp nè. Khoan đâu biết. Chạy vui chóng tắm này gà tắm nè. Cái bò cát chơi rồi hả? Ừ kìa. Chung cũng tóc nè. Cái này là đồ được như can chứ không phải đồ được mày. Mày hốt bò xưa đó, được chưa? Rồi ăn gà, đi lẻ đi. Nó bụng mày. Đâu. Ăn con sâu. Trời ơi, con sâu ha, nó cầm hai cái tay lên nha, cái này. Đó. Thấy cưng lắm. Kìa quay kìa. Hay bên đây chạy thì chưa đủ qua. Lì lì hết. Em bên đây đói nè, ăn nè, lì lì. Ủa sao hai cái nó lên đó hết rồi? Dở như vậy. Này gì? Mùng cưa hả? Cưa vô cho mấy em đó lăn lộn lăn lê rồi chưa sửa đây sao sửa rồi đây anh nó có đứng quá cao quá cao tiêm mắm nữa cho nó ấm chứ con đang để cái bắt đầu mẹ đâu qua rồi cái bắt đầu mẹ kêu bỏ qua nữa. Ấm, từ từ con nó làm cái từ để lâu mà chỉnh cái đó chỉnh. Lăn là vô lăn là hai con vô mổ. Thì ba con vô mổ luôn. Đó. Vô tấm cát. Thúi quá thúi mà hồi nãy giờ luôn gùm chứ. Được chưa? Ở này sao ít chứ vậy? Không có. Hết rồi. Rồi hai em bên này tắm nữa kìa. Chung vô tắm luôn. Đồ ăn thì hoa đậu biếc nè. Sâu gì nữa. Bắp. Hướng dương. Đó. Đó. Đủ combo của nó. Rồi. Ăn còn nhiều thứ. Con này có hấm đẻ nè bên đây nè. Trời ơi, cửa sao vui hai con vô chỗ rồi sao nè. Ờ bự quá. Làm được. Hai em bự quá. Chung. Dạ em này bự quá chung vô cái bít luôn cái chỗ đó. Chỗ con hả? Ê, đồ ăn đầy đủ hơn cá của mình đó tại. Cá mình cho ăn trùng chỉ với cá không à. Ừ. Đây quá trời đồ ăn lội. Con bọc nó đầy đủ. Hoa đậu biếc kèm hoa đậu biếc kìa bắp nữa. Đây, ở vô. Yeah.
khi thế luôn. Có nó rồi cũng vui vui. Bùi bùi kiếm gì em ơi. Có cái này đỡ nhớ mang cá hả? Có đặt camera giờ không? Con đâu rồi? À kìa, quên tắm nãy giờ chưa xong nữa, tắm lâu chứ hả? Thằng nhỏ xíu tắm lâu chứ hả? Ê, chạy con chạy đua ơi, chạy đua. Đó, ghê chưa, chạy đua đi. Ê, chung chung ra mà. Đó, giờ em chạy đua lên rồi. Dữ chưa? Thể dục buổi sáng. Chạy mô đó là luôn. Bây giờ mày nằm yên đi. Mày lâu mày lắp da lắp chóc hả? Đó. Cái xiên người trời. Ừ, dành nhau chạy nè. Lúc chạy dữ nè. Nó khó chạy cái này quá ha. Nó chạy cứ dấn tập thể dục á. Chơi làm miếng nha anh không? Ừ. Đó. Tiếu chứ. Mấy em ở đây bươi dữ. Bươi là cô ăn. Ừ, hồi nãy á mẹ mới dọn xong á, mới bỏ nó vô cái bắt đầu á, biết làm gì không? Nó nhả rồi ăn nhưng không có ra. Một đống luôn. Ngốn sẵn trọng, bắt nó ra cái ngốn. Giống như cái con gì mình đang nó phồng hai bên á. Ừ. Thank you.